Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì theo chú rể vừa thông báo thì chương trình Đất Tình Hôn của cô dâu chú rể sẽ được phát trực tiếp bằng các cổng máy quay và được xử lý hình ảnh tại chỗ. Và một ekip thực hiện chương trình rất là chuyên nghiệp. Em đẹp thế tôi muốn vẫn mang cô hồi, tôi dám nhìn vào.